Chào các bạn, hôm nay thì xin cảm ơn mọi người đã mời cô ha. Cô là cô Trần Bích Nga. Năm nay thì mình 64 tuổi rồi. Mình hơn 40 năm kinh doanh trên thương trường và trải qua cái nghề gọi là làm đẹp và chăm sóc sức khỏe chủ động, nữa là nghề thứ 19. Wow, sao mà nhiều người hỏi, ủa tại sao mà cho chuyển lắm nghề đấy? Tại vì mình phải đi tìm, đúng không ạ? Thì các bạn thân mến, hôm nay đó thì cái chủ đề của các bạn rất là hay nè, sức khỏe hoàn hảo. Mà cô thì thích cái từ thanh xuân hơn. Tại vì sao? Không cần biết bạn đến từ độ tuổi nào, không cần biết bạn đến từ đâu, mà bây giờ ngày nào bạn tỉnh dậy, ngủ dậy bạn cũng tràn đầy năng lượng, nét mặt lúc nào bạn cũng vui tươi, đúng không ạ? Lúc nào cũng vui, nhìn cái thái độ của bạn sẽ quyết định cái chất lượng cuộc sống của bạn. Thành ra đó, mỗi buổi sáng nếu như một người nào đó mà trở dậy mà lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khỏe, gặp thì thấy nước da nó bóng, nó đẹp, đúng không ạ? Ồ, vậy là thanh xuân đó. Ý cô là vậy. Nên đôi khi nhá, các bạn có thể là 20 mấy tuổi, nhưng nếu mà không có được những dấu hiệu đó thì cũng không phải là thanh xuân. Thế là những người như bọn cô U70 nhưng mà nó lại tràn đầy sức sống hay là tràn đầy năng lượng thì đó chính là thanh xuân. Như vậy thì cái bí mật nó nằm ở đâu? Thì là mình cũng giới thiệu với các bạn, chính ra mình là kỹ sư hóa thực phẩm, tốt nghiệp đại học Bách Khoa, không có liên quan gì đến cái ngành này. Nhưng mà cái câu chuyện mà đi tìm cái con đường đi tìm về cái sức khỏe thanh xuân cho tất cả mọi người đó thì nó đến từ cái câu chuyện của gia đình của cô Nga. Ba mẹ cô thì ngày xưa thì rất là vất vả, có ba người con. Rồi cô còn nhớ mãi cái ngày mà nghèo nhất ha, là ăn cơm nguội thì ai cũng phải ăn rồi đúng không ạ? Nhưng mà một quả trứng cô còn nhớ mãi nha, cắt làm 6. À xong rồi mỗi người chỉ được một cái miếng trứng nhỏ nhỏ đó thôi, cộng với cái nước mắm mà phải pha loãng ra đó. À, cái hồi đấy thì đất nước mình ai cũng nghèo cả. Nhưng mà cô không bao giờ muốn là những cái chuyện đó nó xảy ra. Thành ra sau này á, ba mẹ cô vì vất vả nuôi ba đứa con ăn học, cho nên thật ra cái đoạn cuối đời đó, khi mà mọi người có tiền hết rồi đó, thì không có được hưởng những cái ngày hạnh phúc. Tại vì mỗi một ngày sống là, cô nói cô nổi da gà luôn, mỗi một ngày ba mẹ cô sống lúc đấy là bệnh tật hết. À, đau đớn, rồi nói chung là đi bệnh viện và nó gắn liền với cái giường, thậm chí là đến ngày cuối là không đi được, phải có người phải bế đi lên, đi vô vệ sinh hay là cái gì đó, rất là vất vả các bạn. Và mình cảm thấy đấy không phải là một cuộc sống mà cô mong muốn. Tại vì ba mẹ cô lúc đấy 86 thì lúc đấy cô cũng vào khoảng, cô kém mẹ cô là 30 tuổi, đúng không? Nếu mẹ cô là 86 thì cô lúc ấy khoảng 53, đúng không ạ? Và cô nghĩ ôi trời, vậy là tương lai của tôi sắp tới sẽ giống ba mẹ mình rồi, ôi vậy thì cuộc sống vậy thì đâu có vui gì đâu. À cho nên mình không thích, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cô có một cái câu chuyện rất là không vui. À, là ông xã cô là cách đây cũng khoảng 10 năm, thì là bỗng nhiên có một hôm chú bị đau đầu. À, ông xã cô là chú là đại tá quân đội ha, thì cũng vất vả làm việc, rồi cái tới hồi nghỉ hưu đó rất là nhiều bệnh tật nó tấn công. Thì cái đó một cái buổi đó ngủ dậy thì thấy cái đầu đau quá em, đau lăn lộn, thì mình mới đưa vào cái bệnh viện gọi là tim á, Tâm Đức ở gần Phú Mỹ Hưng á. À, em biết là 3 ngày nằm lăn lộn đau ở trong đó nhưng mà không ai tìm ra nguyên nhân cả. Thì là mình mà tánh cô thì năng động, cô cứ đi lên bác sĩ hoài. Cô hỏi là ơ bác sĩ ơi, thế bây giờ phải làm gì đi chứ, bây giờ đau quá đứt mạch máu hay sao? Cho mọi người nói không sao, bắt đầu lại cho kháng sinh em, kháng viêm giảm đau. Xong rồi họ mời bác sĩ đến chẩn đoán. Bác sĩ đi đến rất khẩn trương, cô thấy ông đi rất là khẩn trương. Đến nơi khám, ông không nói gì, ông đi về. Mình hỏi ông không trả lời. Rồi cái bác sĩ tại chỗ thì nói rằng là cũng vẫn không tìm được nguyên nhân. Thế bảo không tìm được nguyên nhân đúng không, vậy là ngày mai cho tôi chuyển viện. Thế là cô quyết định cô đưa ông chồng cô đi cấp cứu, đi vào bệnh viện 115 mà qua 3 ngày lăn lộn trong bệnh viện. Thế đến bệnh viện 115 thì mọi người là giống như là cho vào cái khoa chăm sóc đặc biệt. Và chiều hôm đó, tại vì đau quá mà, thì họ có nói là lúc 4 giờ chiều hay 4, 5 giờ chiều cô không nhớ lắm, thì hỏi là có 400 triệu không? Cô nói hả? 400 triệu hả? Miền ngân hàng nó đóng rồi mà tôi đâu có biết làm sao mà để ngay bây giờ tôi phải có 400 triệu. Thì là không thể lo được. Ông nói nếu mà không có 400 triệu thì tối nay không mổ gấp được. Lẽ ra chồng chị phải xếp hàng 4-5 ngày nữa, nhưng bởi vì nó cái việc này kéo dài lâu quá, cho nên là bây giờ nếu có 400 triệu thì chúng tôi sẽ cho mổ ngay trong đêm nay. Thế là bắt đầu gọi điện lung tung beng. Đại khái là cuối cùng vào lúc 7-8 giờ thì cô mếu mếu máu máu cũng cầm được cái tiền đến bệnh viện. À thì coi như là chú anh ha, là người ta vệ sinh hết rồi, người ta coi như là truyền nước biển vô hết rồi, đẩy vào trong phòng rồi, các thứ hết rồi, chỉ có lên mổ thôi. Đó thì bác sĩ kêu chứ, ố người nhà ông Trần Ngọc Anh đâu, quên Nguyễn Ngọc Anh đâu, thì mình với Nam Phương thứ đi vô. Ông bảo nhìn đi, nhìn ở sau, nhìn đây chứ. Ha, nhìn cái gì? Nhìn vào trên cái màn hình em nó có cái gì nó chạy, chả hiểu cái gì cả. Các bạn biết là mình là người bình thường, mình không thể nào hiểu những cái chuyện đó. Cho nên mình bảo, ố cái này là cái gì bác sĩ? Là không phải mổ, ha? Không phải mổ hả? Tôi cầm 400 triệu đến đây làm cái gì? Nhưng mà hay xong đuổi xuống. Thì em biết không, lúc đấy em nên vui hay buồn? Lo nhiều hơn. Tại vì họ chú ý đã đau như thế là 3-4 ngày rồi, mà bây giờ đến giờ chót rồi người ta bảo là không phải mổ. Bây giờ thế thì nó bị cái gì? Không ai biết. Cuối cùng người ta bảo đó là u tuyến tụy. U tuyến tụy làm sao cũng không biết luôn. Cô search Google ra đọc xong cô không biết. Vừa mới đi xuống phòng cấp cứu thì có một người bác sĩ hồi đó cũng quen gia đình, chị phải bán nhà gấp.
sau đó cầm 5 tỷ đồng đi cùng với em sang Mỹ. May ra mới cứu được anh. Đấy, thế là cố mà chứ. Bán nhà làm sao được trời, bán nhà gấp quá, sao ai mua? Tự nhiên ra ngoài đường đó, có phải mớ rau đâu mà bảo ai mua rau. Mà nói rằng là vì tôi bán căn nhà Phú Mỹ Hưng, ai người ta mua bán, không được em. Và nghĩ thế cô nói không mua, không bán. Thế thì làm gì? Thôi chú phải ngồi ở đấy thôi, phải về nhà thôi ha. Đó, rồi cũng nói chung là không hiểu cái chuyện gì ra. Và cả nhà sống trong một cái gọi là tâm trạng nó rất là bất an. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba liên quan đến chị Nam Phương. Đó là hồi trẻ đó ha, lúc mà cô lập gia đình á, thì cô thường xuyên bị đau bụng. Đau bụng lăn lộn em ha, lăn trên giường xuống dưới đất luôn. Và sau đó thì mới lập gia đình xong thì người ta, bác sĩ mới phát hiện ra mình là u nang buồng trứng. Cắt một bên, xén một bên buồng trứng. Và bác sĩ gọi là giáo sư, tiến sĩ nói rằng là cô Nga không bao giờ có con. Và cô cũng tin cái điều đó. Khóc hết nước mắt rồi, mà chú anh là con trưởng, mà lại người Hà Nội, người Bắc là em biết. Người ta rất là cần con cái, con trai con gái không quan trọng, nhưng phải có con. Nhưng bây giờ cô không có con, bây giờ làm sao? Ê, cô bảo thôi bây giờ ông xã mình thôi đi lấy vợ khác. Mà lúc đấy cô rất là trẻ nha, mới lập gia đình mà. Trời ơi em biết cái cuộc đời sao mà nó gian truân quá. Xong rồi cô mới tin sái cổ là cô không có con hả. Mà coi như là khóc hết nước mắt rồi là buồn, rồi là chán, rồi là nói là cái gì, trái độc, cây độc không có trái, gái độc không có con. Có nghĩa là mình tự hành hạ mình tự coi như là làm khổ mình em ạ. Vậy đó mà một ngày đẹp trời tự nhiên cái là đi tập Zumba đen gì đấy, hồi đó là aerobic cơ, chứ không có cái lớp Zumba như thế này. Học cô tập cô cứ bị chúi xuống em ạ, ngã hoài, cô không biết chuyện gì. Thì mấy thầy giáo mới nói rằng là chắc là chị phải đi khám, biết đâu là chị có bầu. Bầu gì? Bác sĩ nói với tôi là không bao giờ tôi có con, trời ơi, mà cô mặc cảm lắm, không đời nào cô đi khám đâu. Nhưng mà sau 2 tháng nữa vẫn tình trạng như thế thì cô buộc lòng phải đi khám. Cô đến bệnh viện tự rú, em biết không, đến vào cái giờ mà người ta hết giờ làm việc, cô ngồi tiết ở đằng xa cái kìa, không còn ai nữa cô mới đủ sức đi vô. Tại vì cô quá mắc cỡ đi, quá tự ti đi, hiểu không? Coi như là cô không có niềm tin nào hết. Là cô vô bác sĩ, bác quát ầm lên. Bác nói trời ơi, hơn 4 tháng rồi mà không chịu đi khám. Mà trước đó cô tưởng cô cảm cúm là cô uống Panadol, cô uống chống viêm, cô uống kháng sinh. May mà chị Nam Phương giờ này chị không bị làm sao. Tới hồi mà cô, thế là xong rồi là thấy thương bản thân Nam Phương quá. Nhá, coi như là mổ một lần là cái u rồi đúng không em? Thì lại bị nhau tiền đạo. Nam Phương á, chuẩn bị ra đời á, nằm ở bệnh viện 2 tháng. Tại vì cái máu nó cứ ra, thì tất nhiên là chắc cơ địa cô là nó có cái vấn đề gì đó mà cô không biết. Cho nên là nằm 2 tháng nữa rồi tới hồi Nam Phương mổ xanh á, lại phải xanh mổ lần nữa. Sau đó, thế là 3 câu chuyện. Và sau này cô đi, cái sứ mệnh của cô với anh Lê Chi Linh là gì? Rất muốn chia sẻ với các bạn trẻ. Thực ra là cô cần các bạn trẻ. Cô không muốn ai sẽ phải sống cái cuộc đời giống cô. Đừng có tin ai hết, kể cả bác sĩ. Thế bác sĩ nói không có, ủa tại sao có, tôi không biết ạ, đúng không ạ? Nếu mà biết thế thì tôi sống tích cực lên, tôi sống vui tươi lên, có phải là cuộc đời tôi nó đỡ không? Mà chi mà cô hành hạ cô 5-7 năm chi vậy? Ủa cuối cùng cũng ra Nam Phương, cái gì kể vậy? Đó, cho nên là bây giờ cô nói các bạn nghe nha, không có rủa tin ai hết. Cuộc đời của mình là do mình quyết định. Giờ vỗ tay cho cô cái này ra đã. chưa hết em ạ, đã thế nhá. Xong rồi cô làm vất vả quá mà. Cô là nữ hoàng của bảo hiểm nhá. Thành ra đó là cúp vàng thì nhiều, đi nước ngoài thì nhiều, 1 năm 6 đến 8 lần, thành tích thì nhiều, tiền thì nhiều, nhưng mà đổi lại em ạ, chẳng có sức khỏe gì cả. Bằng chứng là sao? Cô viêm xoang nặng. Người ta nói sáng tập thể cái gì đó, muốn mạnh khỏe thì thể dục thể thao, sáng người ta dậy sớm người ta tập thì người ta khỏe. Cô hả, cứ đi ra ngoài trời tập sớm là về ốm. Cô nói ủa vậy tập làm gì, mà không ai giải thích cho cô được. Xong cái bị viêm xoang, em mổ 2 lần về cái xoang không á. Có một lần chủ nhật mặt cô tím ngắt luôn. Xong rồi cô mới vội vàng cô điện thoại cho bác sĩ cũng quen, may quá mà trưởng khoa nói anh ơi, hôm nay là chủ nhật nhưng mà anh phải giúp tôi gấp, tại vì cái mặt tôi bây giờ nó tím ngắt rồi và nó sưng lên rồi. Ông bác sĩ tốt quá mới nói là chị phải đến nhà tôi ngay, phóng đến nhà em biết không. Hóa ra họ lôi trong cái mũi của cô phải đến mấy mét gạc là cái giống như cái vải mùng á, mà nó nhỏ nhỏ mà nó nhét đây. Tức là thứ bảy chủ nhật là cái ngày nghỉ em ạ, cho nên họ sợ là cô bị biến chứng, họ nhét càng ngày càng nhiều cái gạc này vô đây đó, để họ nghĩ là sẽ không bị biến chứng. Ai dè là nó sưng lên em ạ. Đó thì khi mà nó rút ra đó, cô thấy cô nằm đây và cô thấy họ rút ra cái gạc toàn máu, cô nghĩ trời ơi cuộc đời gì kỳ ấy, trời ơi suốt ngày máu mê chỗ. Sao cô rầu quá đi em ạ, đại khái nó là như thế. 2 lần. Rồi nữa cô, em, đây còn một câu chuyện nó rất là chán. Hồi nhỏ đến giờ, cô là bị cái bệnh coi như là đi vệ sinh, nó rất là khó, đi cầu em, rất là khó. Hồi nhỏ đến giờ nha, mỗi lần cô ngồi trong nhà vệ sinh phải 15, có khi có cái nửa tiếng ấy. Mà hồi nhỏ rồi, cô mới hỏi mẹ cô, mẹ tại sao lại như thế này hả mẹ? Thì mẹ cô mới nói là hồi nhỏ đó, ở sơ tán, hồi đó là đi sơ tán, chiến tranh mà. Đi sơ tán và người ta nói rằng là cái mật của con heo, con lợn ấy, thì nó tốt cho cái đường ruột. Và mẹ cô đã nghe lời người ta xé cái mật lợn thế nào không biết cho cô uống. Và cuối cùng là bây giờ cô không có đi cầu được. Thì là coi như là táo bón luôn. Và sau này nó thành ra cái bệnh mãn tính em. Và cô phải mổ lông gô
logo là sao? Cô thấy họ để một tấm màn trắng như thế này, mình ở trên này nhá, mình bị tê, họ gây tê mà, thì mình không có đau. Nhưng mà mình nghe họ nói chuyện, họ giảng cho sinh viên và họ mổ mình như thế nào đó. Sau đó họ đưa ra một cái ống như cái lựu đạn này. Ở đây tặng nhá, giảng cho sinh viên đấy nhá, phải làm như thế nào. Trời ơi, cuộc đời, đúng là cuộc đời này thì thôi rồi. Thế mà sau đó tặng cô một cái ống dài như này em. Xong cái này tặng chị cái kỷ niệm của cái này cái gì em? À cái này là cái ống hồi nãy tôi mổ chị đó. Tặng cô, bây giờ cô vứt đi đâu rồi? Nói tóm lại là nó đến từ cái vấn đề rất là nhiều cái trải nghiệm không có mấy tốt đẹp về cái sức khỏe. Không những là thế hệ cô mà ba mẹ cô nữa, cho nên là cô quyết định mình sẽ phải sống khác đi. Mặc dù cô rất là thành công, rất là nhiều tiền, rất là có nhà cho thuê, rất là đi đâu làm gì cô cũng thành công hết. À, người ta nói một con sóng thì cũng có thể là thành công rồi, mà cô chơi tới bốn con sóng, ủa vậy cũng tốt quá rồi, đúng không? Nhưng mà đổi lại mình được cái gì? Đúng không ạ? Đấy, cái câu hỏi đặt ra cho các bạn. Cho nên nếu như hôm nay các bạn còn đang trẻ, còn đang bắt đầu cái cuộc sống của mình, hãy suy nghĩ. Cuộc đời, nếu như các em để ý thì nó là có một cái bánh xe hạnh phúc, bánh xe cuộc đời, đúng không? Nó nhiều cái mảng lắm, trong đó sức khỏe. Hồi xưa ông bà mình bảo sức khỏe là vàng, không em. Sức khỏe không có giá luôn. Sức khỏe là vô giá. Tại vì khi mình có sức khỏe thì mình mơ hàng triệu thứ. Nhưng mà mình không có sức khỏe, mình nằm trên cái giường bệnh rồi giống cô đi, thì là mình chỉ mơ có một điều thôi, đó là sức khỏe. Nhớ cái lần đầu tiên cô mổ cái u á, là cô nằm hồi đó là khoa học kỹ thuật còn đang không phát triển. Họ mổ như thế này này em này, khiếp, cô nói có nổi da gà luôn á. Lúc khâu á, kẹp bằng sắt, kẹp bằng cái đồ bằng sắt á, cho nên nó bị rỉ. Và cô nằm như thế này, cô nhìn ra thì bầu trời xanh. Xong rồi có một cái lá giống như câu chuyện là cô bé với cả cái lá. Xong cô nói trời ơi cái lá kìa. Tôi bị mổ mà tôi thấy cái lá. Xong rồi nếu cái lá này tôi cũng nghĩ giống cô bé đó ha. Nếu mà cái lá này mà nó không rụng à, chắc là tôi là khỏe mạnh tôi sống này thì nó đau quá rồi em ạ. Còn nếu mà cái lá này mà nó rớt xuống là rồi tôi tiêu luôn á. Các bạn hiểu không? Nhiều khi mình không có kiến thức, cho nên mình phải sống nhờ bấu víu vào một cái chuyện gì đó. Và cái điều này không hay một chút nào. Cuộc đời là do mình quyết định em ạ, cho nên việc đầu tiên cô muốn nói với các bạn đó là sức khỏe hay không ấy, mà cái tài sản vô giá của mình có hay không là do mình quyết định. Đến đây bọn em đã hiểu chưa? Cho cô lại tràng pháo tay. Vô. Sau đó cô nói chung là cái cuộc câu chuyện thì nó rất là dài, cô đi tìm kiếm rất là dài, thì là có một bạn trẻ bên Mỹ mới giới thiệu cô đến cái cơ hội này. Thì lúc đó cô không để ý đâu, nhưng cô thích nhất cái triết lý của họ, đó là cô vào cái trang web kinh doanh của họ và cô thấy hôm trước cô có kể cho các bạn nghe một cái gói cuộc sống đó, cái chữ life là cuộc sống, life pack là một gói của cuộc sống. Thì cái life pack này nó có cái từ nó ghi hẳn ở trên nha, nó gọi là life pack family. Đó, cô giật mình bởi vì cái ý tưởng này. Tại sao? Cái đứa nhỏ đang ở trong bụng mẹ chưa có sanh ra nhé, nó mới một người phụ nữ mới có bầu thôi thì đã dùng life pack bà bầu rồi. Thì em thấy kinh khủng không? Là nó làm cho cái thai nó khỏe mạnh, nó tốt lên. Xong rồi em bé sinh ra thì mẹ vẫn bú vẫn bú mẹ đúng không? Ôi chết chà, cái gì rồi? Em bé à, thành ra em biết không, khi mà em bé sinh ra thì mẹ vẫn dùng life pack bà bầu và con sẽ bú mẹ và hưởng cái dinh dưỡng qua cái dòng sữa của mẹ, có đúng không? Xong rồi bé đấy, từ 2 đến 9 tuổi thì dùng gì? Life pack, nhưng mà có cái tên gọi là jungle măng. À, bé uống vô và khỏe kinh khủng, y như là gọi là những cái em bé mà có thể nói là thiên thần, dễ thương lắm. Rồi 9 đến 18 tuổi thì life pack thin. Chào chú, chú tên gì? Live bạc tin là sao em? Live bạc tin tức là live bạc dành cho thiếu niên. Thiếu niên là nó khác chúng các em bé mà cũng khác người lớn đúng không? Thiếu niên nó hoạt động dữ lắm. Còn đến 18 tuổi cô thấy nó chĩa ra rất nhiều dòng. Live bạc phụ nữ nè, phụ nữ hàng tháng mất sắt mà phải có live bạc phụ nữ. Live bạc dành cho những người lớn tuổi. Live bạc dành cho những người lao động nặng. Live bạc nano tức là uống một cái nó ngấm vào máu. Nhưng nói chung là từ lúc sinh ra em bé chỉ là một tế bào, cho đến lúc ví dụ chúng ta sống 120 tuổi thì chúng ta vẫn dùng life pack. Ở đâu ra những cái dòng sản phẩm mà người ta lại lo cho cả một cái cuộc đời con người? Và lúc đó cô mới biết là hóa ra đó, trong cuộc sống nó có nhiều cách để chăm sóc. Và cái ngành này cô thích, nó là chăm sóc sức khỏe chủ động, chứ không phải đợi mình có bệnh rồi mới đến bác sĩ, bệnh rồi mới đến bệnh viện. Như ông xã cô đến bệnh viện rồi là không có làm được cái gì hết, có đúng không ạ? Có tiền cũng không làm được em. Đó, nhưng mà nếu mình chăm sóc chủ động thì sao? Thì trong 7 năm qua đó ha, là cô dùng sản phẩm rất là nhiều. Và bây giờ cô thấy ai mà bị bệnh trĩ là phải gặp cô. Trời ơi, quá là sung sướng, có gì đâu, điều chỉnh dễ lắm em ạ, không có gì khó khăn. Cái thành của cái mạch, các cái mạch máu hay là các cái đường ống gì đó mà dẫn ở trong cái gọi là bộ đồ lòng của mình đó ha, là phải mềm em. Chứ thôi á, càng lớn tuổi nó bị cholesterol nó sẽ bị cứng lại.
ngay cả mạch máu, trên tất cả đều phải mềm mại em ha. Cái thứ nhì nữa, ví dụ là bây giờ chẳng hạn những người như là bị u nang hay là bị u xơ, u hoàn toàn có thể còn trẻ mà. Hôm qua cô đi taxi này, gặp một anh lái xe, anh nói là em mới có 33 tuổi, em lập gia đình được 5 năm mà em chưa có cháu. Em cũng đi khám đủ bác sĩ rồi. Thế nhưng mà em bây giờ cũng hơi buồn tại vì chẳng biết làm thế nào. Ví dụ thế, cứ nghe là ngoài cuộc sống nó nhiều lắm em ạ. Đặc biệt lắm thì bây giờ cô chỉ có thể cô vẽ lên đây được không? Thì cô chỉ muốn nói với các bạn có một cái nguyên tắc mà cô rất thích, đó là nguyên tắc ba vòng tròn. Đấy, em hất này lên hộ cô ấy. Cô bảo này, nó chỉ có một nguyên tắc duy nhất thôi. Nếu như các bạn để ý cái chuyện này thì là rất là tuyệt vời ha. Đây, nào, kéo hộ cô xích ở đây. Nó gọi là nguyên tắc này. Em có biết Olympic không? Các bạn có xem giải Olympic không ạ? Olympic nó có những cái vòng tròn như này đúng không? Olympic á, không phải đến đấy để mà cố tình giành chiến thắng với ai đó. Olympic là dành cho tất cả mọi người. Olympic có nghĩa là mỗi người tham gia Olympic tự chiến thắng bản thân mình. Thế là xong rồi. Chứ không cần là tôi đến tôi phải chiến thắng anh A hay anh B. Ồ thắng thì tốt, không thắng thì không sao. Chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng quan trọng nhất. Đấy thì cô thích ba cái vòng tròn đấy, nó cũng tựa tựa như là Olympic vậy đó hả? Đó là ý là mình cũng sẽ chiến thắng bản thân mình là chiến thắng quan trọng nhất. Cái vòng tròn đầu tiên đó em là chế độ dinh dưỡng. Cô rất là thích cái này. Tại ngày xưa cô là kỹ sư hóa thực phẩm mà, cho nên cô nghiên cứu cái này rất là nhiều. Thì các bạn cứ tưởng tượng nhé. Cách đây 20 năm cô ăn một củ cà rốt, đúng không ạ? Năm nay cô 64 mà. Giả sử đi 20-30 năm trước cô ăn một củ cà rốt, ví dụ trong củ cà rốt có 5mg caroten, tức là cái chất mà làm đỏ đỏ đó, nào là tốt cho da, cho mắt cái gì đó. Thì bây giờ nhá, cũng bây giờ cũng thời điểm này cô ăn một củ cà rốt, theo các bạn nhá, nó có đủ 5mg caroten không? Chắc chắn là không em ạ. Thứ nhất là cái thế giới của chúng ta đang bị con người á, giống như là làm bị xấu đi đó. Cái thứ hai, những người nông dân á, ở những vùng nào đó mình ăn uống mình không kiểm soát được. Hôm nay cô mua chợ này, mai cô mua chợ kia, cô chả hiểu nó đến từ cái nguồn nào, đúng không? Và sau khi người ta bón cái gì vô trong cô không biết nữa. Đó là dinh dưỡng đó. Cho nên cái ăn này rất là quan trọng các bạn. Ăn ở này á, dinh dưỡng thì mình để ý người ta khuyên mình, đúng không ạ? Người ta khuyên thôi nha. Đó là ăn rau nhiều đúng không? Và ăn trái cây nhiều. Nhưng mà theo các bạn này, rau này cũng chả biết có gọi là an toàn không. Đặc biệt trái cây thì không thể kiểm soát được. Có khi các em không phải đang ăn trái cây mà các em đang đưa những cái chất độc hại vô trong người mỗi ngày. Và nó tích tụ như thế, nếu như mình không làm cái gì sạch cơ thể mỗi ngày thì tất nhiên là nó trữ lại thôi. Ok, đó là dinh dưỡng nhá. Vòng tròn thứ hai là các bạn thấy cô đang nhảy Zumba Dance đó, đúng không? Đó, cái này nó gọi là thể thao em nhỉ? Thể dục thể thao, nói chung là thể thao. Thể thao nó khác thể dục một tí em. Thể dục á là em dậy em vươn vai, hít thở cho em tập chừng 5-15 phút. Cái đó bình thường lắm. Đối với các bạn trẻ cô đề nghị là trong cái chế độ này người ta bắt các bạn phải tập thể dục mỗi ngày thì đương nhiên rồi. Nhưng mà nên tập trên 30 phút. Tại vì nếu 20 phút đầu thì chỉ có làm ấm cơ thể thôi, nó chưa làm được cái gì trong cái cơ thể của mình hết. Cho nên các bạn hãy tập thể thao gì 30 phút. Và các bạn có biết một điều là tài sản lớn nhất của con người của mình là cái gì không? Chắc nhiều người sẽ nói là tiền đúng không? Không em, tài sản lớn nhất của con người, của mỗi người mình ấy, đó chính là thời gian. Thời gian mà qua rồi không ai lấy lại được. Thì mỗi một ngày cô đang xài cái quỹ thời gian của cô vô vấn đề này rất kinh. Một ngày cô bỏ ra 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ cô đi tập. Em thấy không, kinh khủng lắm. Và nhờ vậy cô vượt qua được hết tất cả những cái bệnh tật. Đấy em ha. Vậy thì ở cái vòng tròn số 1 này là ăn uống này, cái này luyện tập. Nếu hai cái này mà làm cho cơ thể của mọi người khỏe mạnh rồi thì các em cứ thế mà tiến hành thôi. Có gì đâu mà cần phải nói chuyện. Nhưng tuy nhiên á, cùng với thời gian con người mình sẽ bị già đi, đúng không ạ? Có những người đặc biệt trong cái khu Phú Mỹ Hưng quận 7 của cô là có tình trạng là rất là nhiều. Họ dinh dưỡng có tốt không? Tốt. Họ có cả người giúp việc đi mua rất tốt, rồi đo khẩu phần các thứ, nó là ăn uống rất là tốt. Có thời gian họ có đi thể thao không? Có luôn. Mà có hai cái này rồi mà vẫn già, vẫn xấu, vẫn bệnh. Vậy thì cái đó là cái nguyên nhân nào em ha? Vậy thì nó liên quan đến cái vấn đề thứ ba. Có nghĩa là sao ạ? Đấy, hồi nãy cô có nói rồi đó. Tức là lúc đấy mình phải dùng thực phẩm này bổ sung ha, bổ sung dinh dưỡng ha, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Tại sao vậy? Bởi vì cái gen của mình á, càng ngày nó càng già đi, càng già đi. Thế nó làm cho mình giống như cái xe các em mới mua ấy. Lúc đầu thì nó rất là, mới mua về nó chạy rất là ngon. Nhưng mà một thời gian sau bắt đầu nó chậm lại, đúng không? Và bắt đầu lâu lâu nó hỏng, nó hóc. Và đến một ngày nào đó nó mục nát luôn. Thì ở đây cũng vậy, cơ thể mình y chang. Cơ thể mình á, còn mau hỏng hơn cả cái xe luôn. Biết không? Cái của mình này là mau hỏng lắm. Nếu như các em không giữ ngay từ đầu là hỏng rất nhanh. Thế thì nếu như hai cái mục số 1, số 2 này mà bạn vẫn thấy cơ thể của bạn vẫn bị đau, bị yếu, bị mệt. Và Việt Nam mình có một cái từ rất là hay. Em biết từ gì không? Bệnh mãn tính. Khi nào thì có bệnh mãn tính em? Khi nào chẳng giải thích được thì gọi là bệnh mãn tính. Không có chữa được, chả biết có là cái bệnh gì. Nhưng mà cứ buổi sáng thì năng lượng tràn đầy, cơ mà đến trưa đó, chiều bắt đầu mệt. Bắt đầu xìu, đó gọi là bệnh mãn tính. Tại vì không tìm ra bệnh viện, không tìm ra thuốc, cũng chả tìm ra bệnh gì. Đến bác sĩ thì bác sĩ bảo tốt,
à, kiểm tra máu tốt, à, cái gì cũng tốt, mà tại sao tôi bị ốm? Không ai biết. Thì theo cô á, một thời gian dùng và nghiên cứu thì cô cảm giác là hiện nay mà nói tại sao mình có những cái tình trạng đó, đó là bởi vì khi cùng với thời gian con người mình già đi đó, thì mỗi một tế bào mà đặc biệt là cái DNA của mình á, là bắt đầu nó già cỗi và nó không hoạt động theo hồi trẻ được nữa. Lúc mà cô dùng sản phẩm cô cũng không tin luôn. Cô nghĩ là bây giờ mình dùng và cô tưởng tượng nha. Tưởng tượng nha, ví dụ người mình này bắt đầu tối dần, tại vì từng tế bào của mình lớn lên thì nó sẽ cũ đi. Xong lúc cô dùng cô tưởng tượng thôi, mỗi một tế bào của mình là một ngọn đèn, cô hình dung thế cho nó vui á. Sau đầu á, dùng em ha, những ngọn đèn từ từ nó sáng lên em, và đến một ngày nào đó nó sáng quá trời luôn. À, cho nên là cái niềm vui lớn nhất của cái tuổi này đối với cô á, đó là cô có thể làm được bất cứ điều gì mà các bạn 20 tuổi làm được. Thì nãy giờ em xem những cái này này, những bạn đứng đằng sau của quạng chậm chạp, mắt thì không có lanh, chẳng có giống Tôn Ngộ Không gì hết, mắt phải lanh động kiểu vậy đó. À, nó phải nhanh lên. Còn đằng này các bạn trẻ gì mà buồn quá. Thì trước khi mà cô chuyển qua lời qua một cái người đặc biệt mà chia sẻ với các bạn đó, thì cô nói với các bạn một cái khái niệm rất là tuyệt vời, đó là bản thân mỗi chúng ta có hai cái tuổi. Cái tuổi thứ nhất đó là tuổi thời gian. Cứ là sinh nhật mỗi năm đó thì người ta đếm em thêm một tuổi, đúng không? Và những người lớn, khi mà các bé còn trẻ thì rất là thích sinh nhật. Tại vì sinh nhật được bánh, được quà, được tặng, được bố mẹ yêu thương. Nhưng mà lớn lớn hồi người ta không thích sinh nhật em. Tại vì sao vậy? Cứ mỗi một năm nó đếm mình một tuổi, mỗi một năm nó đếm mình một tuổi. Mai mốt bọn em 50 rồi 60, trời nó buồn gì đâu. Ví dụ vậy ha. Nhưng mà cái đấy mình có chống lại được không ạ? Không chống lại được. Tại thời gian nó vẫn cứ trôi, vẫn cứ 365 ngày, có đúng không? À, thế thì bây giờ có một cái tuổi nữa làm cho bọn em vui hơn đây. Đó chính là tuổi sinh học. Ừ, tuổi sinh học thì lát nữa chị Phương sẽ nói kỹ. Nhưng ở cái tuổi sinh học này á, khi em bước lên cái cân Omron chẳng hạn, thì em đo các cái tỷ lệ cơ mỡ trong người, rồi cái hoạt động, rồi cái cân nặng, rồi các thứ đó ha, cái chỉ số BMI của mình. Sau khi mình đo hết thì cái tuổi sinh học nó ra một cái tuổi rất khác biệt. Nếu như các bạn trẻ thức khuya này, ăn uống, ăn mì ăn liền nhiều quá này, ví dụ thế nhá, rồi em thức khuya nhá, rồi em làm việc vô tội vạ, em đối xử với cơ thể mình không có tốt, thì có khi là tuổi sinh học em đang 25, nhưng mà tuổi sinh học của em có khi lên 45 tuổi. Kinh khủng chưa? À, ví dụ cô là 64 đi, mà cô đo một hồi bây giờ cô còn có 42 tuổi. Là tuổi sinh học cô quá tốt vì một ngày cô dành cho ba cái việc này rất nhiều. Em ạ, thế thì tài sản lớn nhất của mọi người đó chính là bản thân mình, có đúng không? Nếu mà bây giờ chúng mình không có chịu bảo vệ, không có đối xử tốt với bản thân, không có kiến thức, không có biết cách làm thế nào để cho cơ thể của mình thực sự nó có cái chữ thanh xuân. Cô thích cái chữ thanh xuân chứ không phải trẻ, em ạ. Và cái điều câu cuối cùng mà cô muốn nhắn gửi với các bạn, cô thích một câu của một nhà khoa học Mỹ, ông là Joseph Chang. Ông chính là một trong đồng sáng lập của cái hãng nó gọi là Pharmanic. Khi các em nghe chữ Pharma thì các em liên tưởng đến dược, đúng không? À, cái hãng này ngày xưa nó sản xuất thuốc Tây, xong rồi được cái tập đoàn này nó mua lại để nó sản xuất cái thực phẩm dinh dưỡng á, cho con người. Thì cô thấy á, ông nói một câu rất là hay ngay từ cách đây 7 năm và cô quyết định đi nghiên cứu cái chuyện này. Ông nói là sau 365 ngày bạn thêm một tuổi, nhưng mà cái cơ thể của bạn không nhất thiết phải già đi một tuổi. Ồ, em thấy câu này hay không? Bây giờ cô nói lại nhé. Sau 365 ngày bạn thêm một tuổi, nhưng mà cơ thể của bạn đó không nhất thiết phải già đi một tuổi. Có nghĩa là sao ạ? Mình hoàn toàn có thể là chủ động với cái sức khỏe của mình. Mình biết cách ăn uống, mình biết cách thể thao, mình biết cách bổ sung những cái thực phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn. Không phải là ai cũng cần. Người nào cần thì mới bổ sung ha. Nhưng mà nói chung các em nên bổ sung. Người ta bảo là người đẹp vì lúa, lúa tốt vì cái gì cô không biết. Nhưng mà tóm lại là muốn cái cây nó đẹp, muốn cái cây nó tốt, nó xanh xao, tuyệt vời, đủ ánh nắng các thứ ha, thì là mình phải chăm bón mỗi ngày. Nhiều người nói với cô, ủa vậy chị làm cái máy làm đẹp này xong rồi, hay là uống cái sức khỏe này xong rồi bao lâu chị ngừng? Ủa vậy em muốn già hay em muốn trẻ? Nếu em không làm gì hết thì có phải nó cứ già đi không? Nó cứ xấu đi không? Ủa còn nếu em muốn thì em phải dùng mỗi ngày chứ, có đúng không ạ? Đó là cái câu chuyện của cô. Thì những cái trải nghiệm cũ mình không quan tâm đến. Ngày nay là thời nào? Ngày nay là thời của khoa học 4.0. Cái gì trên thế giới bây giờ cũng có thể làm cho con người mình á được sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mỗi người chỉ được sống một lần trên cái cuộc đời này thôi. Nếu mà giả sử khoa học bây giờ cho phép các bạn sống đến 120 tuổi thì đây, cô đây đang nghĩ đây, cô mới có một nửa quãng đường thôi. Và cô nghĩ là mỗi một ngày á, mình còn được sống trên cái trái đất này đó em ha, làm phải cho tôi được cái sức khỏe tuyệt vời, cho tôi vui, cho tôi thanh xuân, cho tôi được hạ ca, được hát, được đi nhảy chùm chồm như này thì nó vui, đúng không ạ? Và nhưng mà đến ngày nào ông trời gọi là cứ thế mình lên đường thì đâu có sao đâu, nhẹ nhàng mà, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bây giờ cứ mỗi một ngày mình sống mà là đau nhức rồi cáu rồi
lục đục với nhau về tiền bạc hay là cái gì đó, thì cô thấy cuộc sống như vậy không phải là một cuộc sống mà chúng mình hướng tới. Thế là không có cái gì hơn, chúc các bạn trẻ đây, chúc các bạn trẻ một cái ngày cuối tuần nhé, hôm nay là chủ nhật đúng không, một ngày cuối tuần mà chúng mình lại học về sức khỏe hoàn hảo. Cô thấy cái chủ đề này quá tuyệt vời. Thì sau cái phần của cô đó, cô cũng rất muốn mà giới thiệu với các bạn một cái gọi là một cái người ta trồng cây thì người ta phải có hoa xong rồi đến quả đúng không. Thế còn cô đấy, bác sĩ bảo không có con, bỗng nhiên bây giờ cô lại có con, vậy con cô là ai nhỉ? Thế là thôi, bây giờ cho một tràng hóa tay cho chị Nam Phương.